Ok nha, xin chào lời các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em. Em Hiệu đến từ Lào Cai, chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng của Trung Quốc các bác nha. Rất là tuyệt vời luôn. Thế thì cái mùa hoàn thiện này các bác ủng hộ em rất là nhiều và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác nhá. Thế thì ngay cái video này, em Hiệu sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu chậu rửa bát rất là đẹp luôn. Và thì hiện tại em Hiệu cũng đã bán một cái mẫu chậu Lalo màu đen. Thế thì nhưng mà nhiều bác cũng có vẻ là không thích, thì hiện tại em đã nhập về một mẫu chậu mà nó hoàn toàn là không mạ nếp gì cả, nó là thịt của nó luôn nha các bác nha. Nhưng mà cái chậu này nó có những cái đặc điểm gì hay và xịn sò thì mời các bác cùng hãy theo dõi cái video này các bác nha. Ok, thế thì đây là cái sản phẩm của chúng ta. Em Hiệu đã bày hết ở đây rồi. Đây các bác có thể ngó qua một chút, em Hiệu đã bày hết ở đây rồi. Đây là chậu một hố nha, rộng nhất, báo cáo các bác này, là rộng nhất trên thị trường nha. 78, dài là 78 nhân 46. Thì là hiện tại cái mẫu này, báo cáo các bác này, cái mẫu này thì hiện tại là em đang bán cái mã là mã Lalo của nó đang rất là tốt các bác nha. Cái mẫu này em đang bán cái mã Lalo của nó rất là tốt. Thế nhưng mà nhiều bác thì các bác không thích cái mã Lalo. Thì các bác lại bảo là bây giờ tôi thích cái màu trắng thôi. Màu trắng thì có nghĩa là cái màu inox ấy. Đấy, thì các bác bảo tôi thích cái màu này thì em Hiệu cũng đã chiều theo cái nguyện vọng của các bác là cũng đã nhập cái bộ này về. Thì đây, báo cáo các bác thì chúng ta sẽ đi vào từng cái món một nha, phụ kiện của nó. Đầu tiên là chúng ta có một cái thớt. Đây, thớt này rất là chắc, rất là chắc tay này. Cái này thì thật ra bản thân ấy, thớt này thì theo em chắc là cái này thì khả năng là cũng chỉ là dùng cho những cái việc là thái cho nó nhẹ nhẹ thôi. Đấy, để mà băm chặt được thì chúng ta phải dùng cái thớt dày hơn. Nhưng mà người ta cũng trang bị những cái bộ như này cũng rất là đẹp rồi. Đó, đây là cái thớt được cầm rất là chắc chắn và đẹp các bác nhá. Này, nhìn rất xịn sò luôn. Tiếp tục là chúng ta có một cái gì? Chúng ta có một cái khay hình tam giác. Cái khay này mục đích để làm gì? Mục đích là để gọi là khi mà các bác rửa giấy ở đây này, các bác rửa ở đây thì cái này nó sẽ rỗng, nhưng này có những cái lỗ rỗng này thì nó sẽ thoát nước được xuống dưới này các bác nhá. Thoát nước thì là các bác sẽ dùng ở trên này, nó như dạng như kiểu là nó là cái tấm chắn nước ấy, các bác nhá, dạng như cái tấm chắn nước ấy. Đấy, cái phụ kiện của nó đây là một cái hình tam giác, nó sẽ được đặt ở đây này. Nếu mà đúng ra thì nó sẽ đặt ở cái vị trí này, sẽ đặt ở cái vị trí này. Đấy, nó để nó hứng cái phần thác này, để nó hứng cái phần thác này các bác này. Đấy các bác nhá. Ok, thì từ chúng ta sẽ đi từng món một. Cái này đây, phụ kiện của nó này, có thêm một cái chậu tam giác nữa này. Cái này là màu inox luôn các bác nhá, màu là màu inox luôn đó. Tiếp theo nữa là chúng ta có thêm một bộ xi phông các bác nhá, một bộ xi phông. Đây, một bộ xi phông để các bác xả thải thì nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Tất cả ở đây thì các phần của nó ấy, thì là đều có cái rãnh đây các bác nhìn này, đều có những gân cái rãnh này, thì mục đích làm gì? Để nước nó trôi về đây rồi và nó ra đây này, rãnh này các bác thấy người ta thiết kế thông minh không? Đấy, rãnh này nước nó chảy về đây, nó thoát ở đây. Thì cái bộ xi phông này thì các bác sẽ sử dụng để thoát nha các bác nha, thoát đấy. Đây là cái bộ xi phông này rồi. Ok, đấy thì bây giờ các bác có đã nhìn thấy tổng quan của cái sản phẩm này chưa? Hàng này là hàng inox 304 các bác nha, hàng này là hàng đẹp của nó đấy. Đấy, hàng này là hàng không mạ biết gì đâu, nó là hàng thịt đấy, hàng màu của inox luôn đấy các bác nhá, rất đẹp luôn. Thế thì con này nó có này những cái nút ở đây này, cái này các bác có thể tháo ra nhá. Đây này các bác tháo ra như này thì cái này để vòi này, cái bộ phận này để vòi này, còn cái thằng này thì lỗ này nó bác có thể là để dầu rửa bát này, vòi RO này, hay là xịt cốc này. Đấy thì tùy các bác muốn trang bị cái gì là các bác trang bị đó. Thì cái tổng thể của cái này các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Thì đây phải xem qua cho các bác tí này. Cái hàng này nó là hàng đúc các bác nha. Đấy, rất đẹp luôn. À, rất dày dặn chắc chắn luôn. Cái thành của nó là dày 3 ly các bác nha. Thành của nó là dày 3 ly nha. Đấy, thật sự là rất là ok. Tiếp tục là chúng ta là đến cái mà quan trọng nhất này. Cái mà cũng rất là quan trọng là cái bộ vòi này. Cái bộ vòi này thì nó là có cái chức năng thác nước. Thì nhiều bác biết đến rồi, thác nước. Đấy, thế thì vòi nó là vòi inox, cũng là vòi inox 304. Nó cũng có 3 chức năng, vòi của nó là cũng có 3 chức năng. Một là to nhỏ, hai nữa là phụt mạnh các bác nha. Đấy, thì các bác sẽ lắp nó vào đây. Tí là nó sẽ lắp nó vào đây. Thì tất cả hoàn toàn cái bộ này nó đều là màu trắng hết. Đấy, nó đều là màu trắng hết. Nhìn các bác nhìn thế nào, nhìn có đẹp không? Đây, rút ra rút vào này. Nhưng mà cái này nó là màu trắng. Thì em cũng lười, em quay video thôi nhưng mà em cũng lười lắp vào cho các bác xem. Thì đấy em cứ lóng qua như thế, đập hộp nó là như thế. Ở đây này,
chân nó rất là dài này, vặn dễ. Đấy, cái phần này là phần thác, các bác rửa ráy ok. Đấy, vòi rút được. Đấy, rất đẹp luôn. Màu này là màu inox, màu này là màu inox luôn. Đây thì cho các bác bỏ qua một chút. Thì hiện tại là em Hiệu cũng đang bán cái này, đây. Các bạn cái bộ này. Em Hiệu đang bán cái bộ mà mạ la lô này. Đấy, mạ la lô. Và có các bác cái mạ la lô này nó không phải là sơn đâu nha, nó là mạ đấy. Mạ thì nó như kiểu là nó xăm một người ấy, nên là nó sẽ rất là bền. Đấy. Thì cái màu này thì nó sạch sẽ hơn, còn nhiều bác không thích thì các bác có thể là chuyển sang lấy cái màu trắng ở kia. Đấy thì tất cả nó giống nhau hết thôi. Tất cả nó giống nhau hết thôi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Màu này thì thời gian này nhìn nó cũng rất là sạch các bác nhá. Cũng rất là đẹp, nó cũng thuần. Cái màu này thì em gọi nó là cái màu thịt. Thịt ở đây có nghĩa là như thế nào, nó không xăm trổ rồi là nó không gọi là mạ miếc gì vào đây. Đây nóng lạnh thì vẫn chỉnh ở đây thôi, không có gì khác cả. Thay đổi cả. Nó chỉ có khác mỗi cái là cái màu thôi các bác nhá. Cái màu kia là màu đen, còn đây là màu trắng các bác nhá. Đó, không có gì thay đổi cả. Nó vẫn là phụ kiện vẫn là như thế. Các món phụ kiện vẫn là như thế, xi phông vẫn thế, vòi vẫn là như thế, nhưng mà nó khác là màu trắng. Ok nha bác nhá. Đó. Thế thì bác nào mà có nhu cầu mua chậu bột hố thì hãy liên hệ với em Hiệu. Số điện thoại của em Hiệu để phần mô tả bên dưới. Cái chậu này thì giá của nó cũng rất là tốt. Các bác liên hệ với em để biết giá nhé các bác nhá. Ok, xin chào.